Chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ bảy ngày 2 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Khánh thành dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Dự án môi trường bền vững mở ra một không gian mới cho thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại khu vực hồ điều hòa trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ khánh thành dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo dự án môi trường bền vững, bà Elif Ayhan, quản lý chương trình phát triển bền vững, Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội. Các đồng chí trong ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm và người dân vùng dự án. Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm do Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai từ cuối năm 2017 với tổng vốn 97,9 triệu USD, trải dài trên địa bàn 16 xã phường của thành phố, tập trung đầu tư vào các tuyến kênh mương, giao thông đô thị, hệ thống thu gom xử lý nước thải, vệ sinh hộ gia đình, công cộng, đấu nối nước thải sinh hoạt. Dự án có tổng diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn 351.466,3 m², với hơn 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Sau 78 tháng triển khai thi công, dự án đã hoàn thành đúng thời gian, đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới. Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm gồm những hạng mục chính như khu tái định cư Phan Đăng Lưu, xây mới cải tạo 16,2 km tuyến kè và kênh, 82,5 km hệ thống thoát nước và nước thải cấp 1, 2, 3, 20,87 km đường đô thị, đường trên kênh, đường nội bộ, 7 nhà vệ sinh trường học và công cộng, cải tạo nâng công suất nhà máy xử lý nước thải thành phố Phan Rang Tháp Chàm từ 5.000 mét khối ngày đêm lên 7.500 mét khối ngày đêm, hai hồ điều hòa trung tâm và Đông Hải. Theo các chỉ số mục tiêu dự án thì đến nay dự án đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là về số lượng người hưởng lợi gấp 1,4 lần kế hoạch và số người được tiếp cận với vệ sinh môi trường gấp 1,1 lần kế hoạch. Tại buổi lễ, bà Elif Ayhan, quản lý chương trình phát triển bền vững, Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội, bày tỏ sự vui mừng khi dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã hoàn thành vượt mức tất cả các hạng mục xây dựng, bàn giao các công trình hạ tầng đô thị thiết yếu trước ngày dự án đóng và giúp cải thiện về vệ sinh môi trường và tăng cường kết nối giao thông. Đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Ninh Thuận trong việc thích ứng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành dự án. Bà Elif Ayhan hy vọng Ngân hàng Thế giới có thể tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Ninh Thuận, theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn Chính phủ, các bộ ngành trung ương, đặc biệt là Ngân hàng Thế giới đã đồng hành, hỗ trợ Ninh Thuận trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm và các sở ban ngành đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Cảm ơn các nhà thầu, đơn vị tư vấn đã tập trung nhân lực, vật lực, tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công, đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, đảm bảo về chất lượng, an toàn và mỹ quan của dự án. Nhấn mạnh, dự án môi trường bền vững hoàn thành không chỉ giải quyết cơ bản các vấn đề thoát nước, xử lý nước thải, môi trường của thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mà còn góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu theo tinh thần nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 14. Đồng chí Trần Quốc Nam đề nghị thành phố Phan Rang Tháp Chàm và các sở ngành liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác vận hành, sử dụng các hạng mục công trình đã đầu tư, bảo đảm hiệu quả lâu dài. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng các hạng mục công trình đã được đầu tư, đảm bảo hiệu quả, tiếp tục đầu tư bổ sung hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kết nối về thoát nước, thu gom nước thải. Đây là hai cái mục tiêu mà hiện nay chúng ta mới đạt được ở bước đầu.
tất cả cái nước thải trong đô thị này phải đấu nối vào cái hệ thống xử lý nước thải và đấu nối về nhà máy nước thải. Đây là một nguyên tắc và đây là một mục tiêu cao nhất của dự án chúng ta phải thực thi. Tăng cường tuyên truyền vận động và bà con nhân dân tiếp tục đấu nối nước thải, giữ gìn vệ sinh môi trường chung của thành phố. Dịp này, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 18 tập thể cá nhân và hộ gia đình đã góp phần tích cực vào sự thành công của dự án. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới đã cùng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án. Thưa quý vị và các bạn, dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm, gọi tắt là dự án môi trường bền vững, là một trong những dự án trọng điểm có quy mô lớn của tỉnh. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường tiếp cận các dịch vụ vệ sinh môi trường, cải thiện khả năng tiêu thoát nước và giảm tình trạng ngập úng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố. Qua 7 năm triển khai, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của tỉnh và thành phố Phan Rang Tháp Chàm, dự án đã về đích đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nhiều năm sống bên mương ông Cố, ông Tân chưa bao giờ hình dung con mương trước nhà có dáng vẻ như ngày hôm nay. Hai bên bờ mương đã được kè chắc chắn, không còn lo sạt lở, nước tràn. Tuyến đường đất nhỏ hẹp hai bên mương cũng được mở rộng, có đèn chiếu sáng ban đêm và được bê tông thẳng tắp. Làm cái mương này như ai cũng phấn khởi, anh làm cái mương đó rất là đẹp. Các công trình thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm cũng được dự án môi trường bền vững đầu tư đồng bộ. Được đầu tư trên 42,8 tỷ đồng để nạo vét, xây kè, làm đường quản lý và các hạ tầng cơ bản khác. Hồ Đông Hải này không chỉ là hồ điều tiết chống ngập úng mà đã trở thành không gian công cộng lý tưởng cho người dân địa phương. Sáng nào cũng năm bảy người, 90 người đi xung quanh cái hồ năm bảy dòng để mình thể dục, để mình chiêm ngưỡng cái cảnh cái vẻ đẹp cái hồ này. Dự án môi trường bền vững bắt đầu triển khai từ cuối năm 2017 với tổng vốn 97,9 triệu USD, tương đương 2.253 tỷ đồng. Trong đó vốn ODA 69,5 triệu USD và vốn đối ứng 28,4 triệu USD. Dự án được chia thành hai giai đoạn triển khai, giai đoạn 30% và giai đoạn 70% với 4 hợp phần: hạ tầng vệ sinh, kết nối đô thị, tái định cư, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ kỹ thuật, cải cách thể chế. Dự án có tổng diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn 351.466,3 m2 với hơn 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn đầu, dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là ở khâu giải phóng mặt bằng. Điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, từ đầu năm 2021 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là huy động sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến các xã phường của thành phố. Chủ đầu tư và các cái nhà thầu cũng đã có những cái kế hoạch chi tiết với những quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành cái dự án này, đảm bảo cái mục tiêu chung của dự án là sẽ đưa vào khai thác sử dụng thật hiệu quả để phục vụ cho cuộc sống của người dân thành phố. Từ năm 2021 đến nay, các hạng mục từ chỗ mới triển khai công tác giải phóng mặt bằng này đều đã hoàn thành. Trong đó, nhiều hạng mục công trình như nhà vệ sinh công cộng và trường học, kênh Chà Là, kênh TH5, kênh Nhị Phước, kênh Đông Nam, mương ông Cố, khu tái định cư Phan Đăng Lưu, hẻm 150 đường 21 tháng 8, đường Huỳnh Thúc Kháng, nhà máy xử lý nước thải đã bàn giao đưa vào sử dụng và bước đầu phát huy hiệu quả, giúp giảm ngập lụt, nâng cao chất lượng cuộc sống của gần 70.000 người dân vùng dự án. Ban quản lý quận Công Bích cũng sẽ phối hợp các địa phương sẽ tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền các hộ dân trên địa bàn thành phố là cùng chung tay bảo vệ cái môi trường bền vững, làm sao cho dự án môi trường bền vững đi vào cái thiết thực đời sống của người dân. Vượt qua những khó khăn, thách thức, dự án môi trường bền vững thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã về đích đúng hẹn. Đó là sự nỗ lực lớn của các cấp chính quyền và người dân thành phố để hôm nay
đô thị trẻ Phan Rang Tháp Chàm đã có những bước phát triển khá đồng bộ về hệ thống hạ tầng đô thị, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với bà Elif Ayhan, quản lý chương trình phát triển bền vững Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội và đoàn công tác Ngân hàng Thế giới để rà soát về kế hoạch hành động sau khi kết thúc dự án môi trường bền vững và thảo luận về đề xuất dự án tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan và lãnh đạo thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Theo báo cáo, sau khi kết thúc dự án môi trường bền vững, chủ đầu tư phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm và các sở ngành liên quan rà soát thực hiện phương án tổ chức, quản lý vận hành các hạng mục đã đầu tư hiệu quả nhất, cũng như có kế hoạch đầu tư hoàn thiện các hệ thống thu gom nước thải, phát triển thêm đấu nối thoát nước từ nhà dân vào hệ thống đầu tư của dự án. Tuy nhiên, trong khuôn khổ dự án môi trường bền vững mới, đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải một số khu vực của thành phố. Bên cạnh đó, do tác động của quá trình đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng của thành phố Phan Rang Tháp Chàm và đô thị của các huyện đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu phát triển. Do đó, cần triển khai dự án cải thiện vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu các đô thị tỉnh Ninh Thuận, trong đó đầu tư một số hồ sinh thái, hạng mục thu gom nước thải. Tổng mức đầu tư dự án ước gần 3.197 tỷ đồng, tương đương 126 triệu USD. Tỉnh đề nghị Ngân hàng Thế giới xem xét đồng thuận để tỉnh tiến hành hoàn thiện đề xuất dự án, đồng thời hỗ trợ, tham vấn cho tỉnh các chính sách ưu đãi về nguồn vốn, vốn không hoàn lại, lãi vay, thời gian trả nợ cho dự án. Trao đổi tại buổi làm việc, đoàn công tác Ngân hàng Thế giới đánh giá cao tỉnh Ninh Thuận trong triển khai dự án môi trường bền vững với những kết quả ngoài sự mong đợi. Đoàn công tác cũng khuyến nghị tỉnh quan tâm tăng mức phí xử lý nước thải để đảm bảo kinh phí vận hành cho các hạng mục của dự án trong thời gian tới để phát huy hiệu quả đầu tư. Đối với dự án mới đề xuất, đoàn công tác đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện nội dung phù hợp với khung chính sách của Ngân hàng Thế giới và quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam. Về phía đoàn công tác cam kết sẽ kết nối các chuyên gia tài chính, bộ phận kỹ thuật hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận trong quá trình xây dựng đề xuất dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chia sẻ dự án môi trường bền vững hoàn thành là niềm vui và cũng là niềm tự hào của cán bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan tiếp tục đầu tư nâng cấp, duy trì chất lượng và hiệu quả của các công trình thuộc dự án. Và ngay trong tháng 11 này, tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm thành lập tổ môi trường xanh để triển khai thực hiện các nội dung cụ thể. Đồng chí Trần Quốc Nam cũng cảm ơn đoàn công tác VKB đã có nội dung khuyến nghị tham vấn cụ thể để giúp tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu, xây dựng, đề xuất thực hiện dự án cải thiện vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu các đô thị tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời bày tỏ mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh đầu tư hạ tầng cải thiện môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu các đô thị trong thời gian sớm nhất, hướng đến xây dựng một tương lai thịnh vượng có trách nhiệm với môi trường. Dịp này, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng đoàn công tác Ngân hàng Thế giới các sản phẩm thủ công truyền thống của làng nghề dệt thổ cẩm mỹ nghiệp và các nông sản đặc thù của tỉnh. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2025. Theo đó, phạm vi thực hiện tiêm chủng thường xuyên đồng loạt tại các xã phường thị trấn trên toàn tỉnh từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng, từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 12 năm 2025. Đối tượng tiêm chủng là phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh từ 0 đến 7 tuổi. Để hoàn thành kế hoạch tiêm chủng đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương tổ chức tiếp nhận, bảo quản vaccine, vật tư tiêm chủng và thực hiện phân bổ, cấp phát, điều phối cho các huyện, thành phố theo đúng quy định của Bộ Y tế. Thường xuyên rà soát tình hình sử dụng vaccine tại các đơn vị địa phương để cấp phát vaccine bảo đảm nhu cầu sử dụng và định mức theo kế hoạch. Bảo đảm tiếp cận tiêm chủng tới mọi đối tượng của hoạt động tiêm chủng mở rộng, tránh bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng của các đối tượng. Tính đến ngày 28 tháng 10 năm 2024, tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận 107 ca sốt phát ban dạng sởi và 39 ca mắc bệnh sởi. Để chủ động phòng chống dịch, không để bệnh sởi lây lan trong cộng đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường triển khai công tác phòng chống bệnh sởi trên địa bàn. Thực hiện chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống bệnh sởi tại các địa phương và cơ sở y tế nhằm khống chế, không để lây lan, nhất là tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học.
trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Thời điểm này, trước cửa mỗi lớp học đều dán những mẫu khuyến cáo tuyên truyền về phòng chống bệnh sởi. Trong quá trình giảng dạy, các cô giáo cũng thường xuyên theo dõi, nắm tình hình sức khỏe của mỗi bé để có biện pháp xử lý kịp thời. Mỗi khi mà bé đến trường thì cô cũng phải trao đổi với phụ huynh để nắm bắt được tình hình của bé. Trước khi đến trường bé có sốt hay không? Rồi mỗi khi mà bé đến trường bé sốt thì cô phải liên lạc với lại phụ huynh hoặc là trao đổi với y tế ở trường. Bệnh sởi lây qua đường hô hấp, qua các giọt bắn từ người bệnh sang người lành. Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh sởi nếu chưa tiêm vaccine phòng bệnh sởi hoặc tiêm chưa đủ liều. Tuy nhiên, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh sởi cao nhất là trẻ em dưới 5 tuổi. Trước khi ăn thì các bé phải rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng, thực hiện đúng 6 bước rửa tay bằng xà phòng. Rồi sau khi chơi xong thì các bé cũng là thực hiện rửa tay sạch sẽ. Nếu như năm 2023, Ninh Thuận không ghi nhận ca mắc bệnh sởi nào, thì từ đầu năm 2024 đến ngày 28 tháng 10 đã có 39 ca dương tính với bệnh sởi. Trong đó huyện Thuận Nam có 28 ca, huyện Ninh Hải 5 ca, huyện Ninh Phước 3 ca. Chúng tôi đã chủ động là sử dụng những cái thuốc mà đầy đủ để mà điều trị bệnh nhân, đồng thời là có những cái trang thiết bị theo dõi cũng như là hỗ trợ về hô hấp, về thở oxy cũng như là máy thở. Ngoài ra chúng tôi kết hợp với là trung tâm CDC để mà khống chế dịch và tiêm ngừa bệnh nhân, cũng như là chúng tôi chuẩn bị một cái phương án 2 là chúng tôi sẽ tập huấn về công tác phòng bệnh cũng như là công tác điều trị bệnh. Để tăng cường miễn dịch cộng đồng đối với bệnh sởi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn tích cực phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo cũng như các đơn vị liên quan rà soát các đối tượng trong diện nguy cơ để triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Trước cái tình hình dịch sởi bùng phát tại các địa phương thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho ngành y tế và ủy ban nhân tỉnh. Thứ nhất là tăng cường công tác tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng mà tới thời kỳ tiêm chủng mà không được tiêm vaccine. Cái thứ hai là chúng tôi tiếp tục tham mưu ủy ban tỉnh là trình Bộ Y tế xin hỗ trợ cái nguồn vaccine sởi rubella để tiêm cho trẻ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh nhằm khống chế cái bệnh dịch sởi. Tỉnh Ninh Thuận đã triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, tránh nguy cơ bệnh sởi bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Thế nhưng trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, phụ huynh cần theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ. Nếu nhận thấy trẻ nào sốt cao, có biểu hiện của các bệnh đường hô hấp, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám để có biện pháp điều trị kịp thời, tránh để bệnh chuyển nặng. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời bởi sự chậm trễ trong chẩn đoán và phát hiện có thể gây nên những khó khăn trong điều trị và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của trẻ. Chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em tiếp tục được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp Bệnh viện Tim Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhằm giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho những trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Thấy con mình khó thở kéo dài, gia đình anh Bi Năng Hân đã đưa cháu đến khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ. Qua khám bệnh, con của anh Hân được bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức chẩn đoán bị bệnh không lỗ van động mạch phổi, còn can thiệp phẫu thuật. Bé nó bị khó thở, tôi biết trên trên này dẫn bé đi khám, bác sĩ chẩn đoán là bé nó bị tim bẩm sinh, may mắn được hỗ trợ miễn phí. Phát hiện cháu khóc nhưng không phát ra tiếng, ngủ ngáy trong một thời gian dài. Sáng nay, chị Long đã đưa bé 19 tháng tuổi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để các y bác sĩ ở Bệnh viện Tâm Đức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán em bị tim thông ly nhĩ. Con nhỏ là con bị bệnh nữa nên mẹ phải nghỉ làm việc để ở nhà chăm con. Nên hiện tại là nói về kinh tế mà để mà cho bé đi mổ thì bên gia đình mình không có điều kiện. Sau 2 ngày tổ chức, các y bác sĩ của Bệnh viện Tim Tâm Đức đã khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho gần 1.000 trẻ em tại tỉnh Ninh Thuận. Qua đó phát hiện 13 trẻ em mắc bệnh tim
được chỉ định can thiệp phẫu thuật và 5 trường hợp còn theo dõi. Cái việc phát hiện bệnh sớm có giá trị rất là quan trọng. Nó giúp cho giải quyết được nhiều cái tình huống mà nhiều khi trễ thì nó lại mất cái cơ hội sống của đứa bé đi, thì rất là đáng tiếc. Chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với các đơn vị tài trợ, bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức mỗi năm 2 lần. Sau khi được các bác sĩ khám, trẻ em có chỉ định phẫu thuật bệnh tim sẽ được hội hướng dẫn làm đơn xin hỗ trợ miễn phí 100% chi phí điều trị. Những em mà có cái hoàn cảnh khó khăn nói chung dưới 18 tuổi hầu như là tất cả đều được giới thiệu, và những cái trung tâm, những cái cơ sở mà phẫu thuật đó sẽ mổ miễn phí 100%. Mỗi một ca phẫu thuật tim thành công là làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống và tương lai đối với mỗi trẻ em có trái tim khuyết tật. Với ý nghĩa nhân văn này, suốt gần 17 năm qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh luôn nỗ lực vận động các bệnh viện, tổ chức, cá nhân ở cả trong nước và quốc tế, hỗ trợ cả về kinh phí, phương tiện. Qua đó, giúp cho hơn 550 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có được những trái tim khỏe mạnh. Thưa quý vị và các bạn, nuôi gia súc thả rong là thói quen từ lâu của đồng bào Rắc Lai ở huyện Bắc Ái. Hệ quả không ít vụ mất trâu bò đã xảy ra, thậm chí giờ đây người dân còn chăn thả gia súc dọc theo tuyến quốc lộ. Điều này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Đây cũng là những hình ảnh sẽ được đề cập trong một phút suy ngẫm hôm nay. Chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.